Trong những năm qua, hướng về biển đảo Tổ quốc, tổ chức đoàn và tuổi trẻ Việt Nam và nhiều lực lượng khác không những chỉ góp công, góp sức bằng những công trình, phần việc cụ thể, mà quan trọng hơn là thông qua các hoạt động, qua các hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương đã góp phần lan tỏa, giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, tình yêu biển đảo và tình yêu dành cho lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam anh hùng. Mỗi khi cầm tờ quyết định này thì mọi kỷ niệm về Trường Sa lại hiện lên trước mắt tôi. Thật tự hào biết bao khi mình đã may mắn được chọn tham gia chuyến hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương lần thứ 11 năm 2019 do Trung ương Đoàn cùng Bộ Tư lệnh Hải quân phối hợp thực hiện. Đã đưa tôi trở về với dấu mốc lịch sử quan trọng khi Việt Nam giành lại được chủ quyền biển đảo tại quần đảo Trường Sa tháng 4 năm 1975 lịch sử. Mỗi thanh niên Việt Nam thì cái tình yêu quê hương đất nước, cái tình yêu biển đảo thì luôn có và luôn luôn rực cháy trong trái tim của mỗi bạn trẻ. Và đây cũng là một trong những cái nội dung, cái định hướng chính trị hết sức quan trọng trong triển khai tổ chức các cái phong trào hoạt động của tổ chức đoàn. Và nhiều thanh niên cũng đã có cái ý tưởng, có sáng kiến, rồi mong muốn được đem cái sức trẻ, mong muốn được dấn thân để đóng góp cho cái công việc này. Bắt đầu từ năm 2008 thì chúng tôi có phối hợp cùng với quân chủng Hải quân để tổ chức hành trình đầu tiên, hành trình khởi nguồn cho hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương với nhiều kỳ vọng, với nhiều ý nghĩa xã hội lớn. Và cái hành trình đó thì do đồng chí Phan Văn Mãi, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn hành trình đầu tiên. Lá cờ tổ quốc ở Trường Sa. Đây, Trường Sa tháng 5. Mình thì được về Trung ương Đoàn tháng 8 năm 2008. Cũng rất là may mắn sau đó được Ban Bí thư Trung ương Đoàn phân công trong việc chuẩn bị cho cái hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương. Thì trước đó thì quân ủy Trung ương cũng đã tổ chức cho các cái đoàn dân chính đi thăm Trường Sa. Thì sau một vài năm thực hiện cái chủ trương đó thì thấy rằng là cái việc này rất là tốt để giúp cho cán bộ nhân dân hiểu được Trường Sa. Thì sau đó thì Ban Bí thư Trung đoàn mới đặt vấn đề trong số các cái đoàn ra Trường Sa thì nên có một cái đoàn của các cái đại biểu ưu tú của thanh niên tổ chức thành một cái đoàn riêng với một cái tên gọi là hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương. Ở đây không phải là hành trình của 100 thanh niên tiêu biểu mà là hành trình của cả thế hệ trẻ và các cái tầng lớp nhân dân hướng về biển đảo, trước hết là về những người đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền tổ quốc nơi biển đảo, để cùng với nhau chăm sóc và giữ gìn cái chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc nơi biển đảo. Trường Sa Đông.
lần đầu tiên mà anh ra Trường Sa thì anh thấy là ở một số đảo lớn rất là nhiều dừa. Đấy, thì anh là người từ xứ dừa ra mà, anh thấy dừa thì anh rất là mừng. Đấy, thì lần đấy thì các cái anh em ở đảo mời dừa cho những cái đại biểu, mà theo anh nghĩ đó là mời cho những cái đại biểu gọi là lãnh đạo, chứ còn đa số thì chắc cũng không đủ dừa đâu. Thì anh từ xứ dừa thì anh thấy mình đã dùng dừa nhiều rồi, cho nên mình để cái cơ hội đó cho những người khác. Thì anh lại nghĩ ngay, tại sao mình từ Bến Tre rất nhiều dừa, mình không đem dừa từ Bến Tre ra để mà trồng ở trên quần đảo Trường Sa. Thì từ đó về là anh bàn với địa phương, với tỉnh đoàn, tổ chức một cái chương trình đưa dừa Bến Tre ra trồng ở các vùng biển đảo của Tổ quốc, và trong đó có Trường Sa. Thì đến giờ này thì các bạn đã đưa được 3.000 cây dừa ra trồng ở các vùng biển đảo, trong đó ở Trường Sa là 1.000 cây dừa. Thì anh nghĩ rằng là như vậy thì cây dừa ở Bến Tre cũng có cái cơ hội để hiện diện ở các vùng biển đảo của Tổ quốc, trong đó có Trường Sa, thì góp phần làm cho Trường Sa nó xanh hơn, nó ngọt hơn với cái tình của quê hương, của đất liền đối với biển đảo. Mình rất là vui mừng, rất tự hào về chuyện đó. Năm 1975, khi người lính hải quân của lữ đoàn 125 ra giải phóng Trường Sa, họ đã thấu hiểu sự khát nước ngọt. Những thước phim tư liệu do nghệ sĩ nhân dân Lê Mạnh Thích thực hiện ở Trường Sa vào tháng 4 năm 1988 đã ghi lại hình ảnh những can nước ngọt được chuyển từ đất liền đến với các chiến sĩ ở vùng đảo Trường Sa. Ai cũng biết đời sống của lính đảo thiếu thốn nhiều bề, nhưng thiếu nhất vẫn là nước ngọt. Nước vây quanh mà cứ khao khát cơn mưa, có buổi mây che đến tối sầm trời đất, nhưng nào có mưa đâu, cổ chúng tôi bằng giáp, nước ngọt đành nhường nhau từng ngụm từng ngụm. Các anh đã viết những lời văn khắc nghiệt vào yêu thương như thế giữa vùng nước trời biển đông. Hơn 40 năm sau, nước ngọt vẫn là hàm hiếm, không chỉ ở đảo nhỏ, đảo chỉ, nhà giàu đưa ca ngợi, mà ngay cả đảo như Trường Sa lớn, Nam Yết, Song Tử Tây, lúc nào bộ đội cũng khát nước ngọt và khát tình cảm, tình yêu nơi đất liền nhiều nhất. Khi mà đặt chân đến quần đảo Trường Sa lần đầu tiên mà được nhìn thấy đảo nổi đảo chìm thì cũng rất là xúc động. Thế và lên thăm cái đời sống cán bộ chiến sĩ nhân dân ở trên đảo thì chúng tôi mới chứng kiến được hết những cái khó khăn của các anh. Rất nhiều những khó khăn ở ngoài biển đảo, như là điều kiện sóng gió, điều kiện xa bờ, điều kiện sinh hoạt, điều kiện nắng nóng, rất nhiều. Thì trong đó đặc biệt nhất là không có nước ngọt. Cái thời điểm mà chúng tôi đi vào tháng đấy là cuối tháng 5 và đầu tháng 6, thì suốt 6 tháng trước đấy là không có một giọt mưa nào. Thế và cán bộ chiến sĩ ở trên đảo là chỉ được sử dụng theo khẩu phần là 5 lít nước trên một người một ngày. Và cá biệt thì có những cái đảo là chỉ được 2 lít nước trên một người trên một ngày. Bước lên tàu ra đến Trường Sa thì mình rất mong muốn làm được một cái điều gì đó cho biển đảo quê hương. Thế và khi mà chúng tôi lên được cái đảo, tôi nhớ là cái đảo đấy là đảo Sinh Tồn Đông. Thế hôm đấy thì bắt đầu là có một cái cơn mưa. Cơn mưa nó đến đảo thì ở ngoài biển thì gió, rông gió rất là ghê gớm, nhìn mù mịt. Tức là cả cái màn sương mù mịt ở ngoài biển, thế nhưng mà trong đảo chỉ có lác đác được một vài giọt nước. Thế và những cái giọt nước mưa đấy đọng ở trên những cái mái nhà, chảy xuống dưới cái máng nước thì cứ nhỏ từng giọt được một vào một cái bể trống không, khô không khốc những tiếng kêu bong bong. Thế và sau cái chuyến đi thì về thì tôi có quyết định báo cáo Trung ương đoàn, hồi đấy là cá nhân, chưa thành lập câu lạc bộ tuổi trẻ vì biển đảo quê hương. Với một cá nhân đó anh tham gia đoàn hành trình thì chúng tôi là muốn triển khai một cái giải pháp, nghiên cứu một cái giải pháp, một cái công nghệ mà lọc nước biển thành nước ngọt phù hợp đối với cả biển đảo.
Thế từ cái khó khăn đó thì chúng tôi về, chúng tôi có nghiên cứu chế tạo cái máy lọc nước biển thành nước ngọt. Thế và sau đó một năm thì năm 2015 thì chúng tôi được Bộ Tư lệnh Hải quân là đồng ý cho phép lắp đặt thí điểm cái máy lọc đầu tiên. Thế và tại đảo Trường Sa Đông này thì chiếc máy đầu tiên đã được lắp đặt vào tháng 8 năm 2015. Thế khi đó thì cái máy lọc này nó có công suất là 50 lít trên một giờ. Thế và sử dụng hệ thống năng lượng mặt trời. Thế máy thì vận hành hoàn toàn tự động. Thế thì sau một cái thời gian mà hoạt động ở trên đảo thì cái công nghệ lọc nước biển thành nước ngọt mà sử dụng cái hệ thống lọc màng này chủ động này thì nó đã đáp ứng được cái nhu cầu của bộ đội về mặt mà nước ngọt phục vụ sinh hoạt. Cái thứ hai nữa là cái công nghệ nó phù hợp với cả cái điều kiện của Trường Sa. Ví dụ như là chịu được cái môi trường muối biển, môi trường nắng nóng và có một cái chế độ vận hành để làm sao mà những cái người lính lớp những người lính mà trẻ thì ai cũng có thể sử dụng được, vận hành được máy. Nước ngọt luôn là một vấn đề rất là lớn của các đảo ở trên quần đảo Trường Sa. Khi có nước ngọt thì sẽ giải quyết được rất nhiều cái việc liên quan đến mục tiêu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu rồi hỗ trợ cho ngư dân. Từ cái kết quả của cái chuyến hành trình tuổi trẻ vì đảo quê hương năm 2014 thì Ban Bí thư Trung đoàn nhận thấy là có thể chia sẻ được với các cán bộ chiến sĩ và quân dân ở trên đảo Trường Sa về cái nhu cầu hết sức thiết yếu này. Và chúng tôi có bàn bạc với các nhà khoa học của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, nơi mà đang sở hữu một cái công nghệ lọc nước biển thành nước ngọt tương đối là hiện đại và hoàn toàn do các nhà khoa học của Việt Nam sáng tạo ra. Thì với cái sự lắp đặt thí điểm ở đảo Trường Sa Đông của năm nay, đoàn hành trình tuổi trẻ vì đảo quê hương sẽ báo cáo lại kết quả với Ban Bí thư Trung đoàn rồi cùng với các lực lượng khác để tiếp tục phối hợp với quân chủng hải quân vận động nguồn lực của xã hội để hỗ trợ cái hệ thống lọc nước ngọt cho các đảo quần đảo Trường Sa. Hiện tại thì trên đảo Trường Sa Đông này thì chúng tôi là đã lắp tặng chiếc máy lọc thứ hai. Thì đây là cái thế hệ máy lọc mới hơn. Ở đây thì có một cái công suất là gấp 4 lần cái máy lọc mà thí điểm. Chiếc máy lọc hiện tại ở đây thì có công suất là 200 lít trên một giờ. Một ngày thì các anh có thể là vận hành liên tục thì có thể là tạo ra cỡ độ khoảng 2 đến 2,5 khối nước. Thì hoàn toàn có thể đáp ứng được cho nhu cầu của trên đảo. Và cái thứ hai nữa là cái máy lọc này thì có cái hệ thống là vận hành còn đơn giản hơn nữa. Đấy, rất là dễ dàng cho việc mà sử dụng, bảo quản, bảo trì, sửa chữa và đặc biệt là thay thế. Thế như ngày hôm nay thì chúng tôi là đến với đảo Trường Sa Đông thì chúng tôi đã thực hiện cái việc mà thay thế bảo trì máy. Khi mà đã có cái dấu hiệu mà đến chu kỳ phải bảo dưỡng thì chúng tôi đã lắp đặt. Thế và vừa rồi thì công tác là sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế định kỳ thì diễn ra chỉ trong vòng cỡ độ khoảng 30 phút. Thì cái máy này từ lúc đưa ra năm 2018 cho đến giờ thì đều thường xuyên hoạt động. Nó giúp cho đảo được cải thiện được cái nguồn nước ngọt. Nói chung là ở đảo thì thiếu thốn về cái vấn đề nước ngọt là rất là nhiều. Về mùa nắng thì nhiều hơn mùa mưa. Thì nói chung là để cho toàn bộ đảo sử dụng cơ bản đủ. Uống trực tiếp luôn. Ngọt, nước ngọt. Ô, hóa ra nước ngọt à? Từ nước mặn ra. Vâng, mời bác. Bác cảm thấy thế nào ạ? Cô uống được không ạ? Tốt. Cái này nấu canh thì không phải cho muối đâu nhỉ? Không, có thể. Ngon. Ôi, này tuyệt vời. Đã bao lần, chúng tôi bắt gặp và cảm nhận được ánh mắt của những người chiến sĩ trẻ đứng canh gác vùng biển đảo Trường Sa, luôn dõi về hướng quê nhà, nơi có mẹ hiền, người thương ở đó. Càng nhớ, các anh càng cố gắng, quyết tâm tập luyện để mọi người được tự hào về các anh. Lần đầu tiên mình đi Trường Sa là năm 2006. Khi đó mình làm bí thư tỉnh đoàn tại Bến Tre, tham gia trong cái đoàn của tỉnh. Cùng với các cái tỉnh bạn thăm Trường Sa. Thì đó đúng là lần đầu tiên thì
rất là nhiều cảm xúc, hồ hởi, mong muốn được đến Trường Sa. Và khi đến Trường Sa thì đúng là mình cũng có những cái thay đổi trong cái nhận thức. Lúc ban đầu thì mình nghĩ là mình đi mình sẽ mang cái tình cảm, cái sự động viên của tuổi trẻ trong đất liền ra với bộ đội. Tuy nhiên ra thì mình tiếp xúc với bộ đội thì mình thấy cái bản lĩnh của các anh, cái sự chịu đựng của các anh, cái tinh thần trách nhiệm của các anh. Cho nên là mình có cái thay đổi về mặt nhận thức. Mình không phải mang cái sự động viên ra với các anh, mà chính các anh là những người động viên lại mình. Cái bài hát Trường Sa cảm xúc và niềm tin ghi ngay cái câu nói của anh Mãi, mang ra cảm xúc, mang về niềm tin. Và bài hát Trường Sa cảm xúc và niềm tin cũng được ra đời rất là sớm, đâu vào ngày thứ 2 hoặc thứ 3 gì của hành trình là bài hát cũng đã được có bản nháp và giới thiệu với tất cả thành viên trên tàu. Vượt ngàn sóng gió chúng ta về đây, Trường Sa ta mong đã bao ngày. Mọi miền tổ quốc hòa chung câu hát, ta lên đường vì biển đảo quê hương. Tàu cười sóng lướt gió dưới màn đêm, Trường Sa cho chân cứng đã mềm. Hãy ôm cùng tay chờ bao ngày đêm, Trường Sa ơi sẽ không còn xa. Trường Sa ơi, mãi trong tim. Trường Sa ơi. Hầu hết đảo ở Trường Sa là đá san hô khô cằn, thiếu đất và nước. Muốn trồng cây, trồng rau, các chiến sĩ phải đón nhận từng bao đất từ đất liền chuyển ra đảo, rồi tiết kiệm từng giọt nước ngọt trong sinh hoạt để cứu cây. Bữa cơm của các chiến sĩ trên đảo lúc nào cũng chỉ toàn cá và đậu hũ, rau xanh luôn là những thức ăn xa xỉ và hiếm có vô cùng ở trên đảo. Rau và nước ngọt vẫn luôn là những nỗi lo của các chiến sĩ nơi đảo xa. Với cái am hiểu của mình về nông nghiệp cũng như là với đam mê mình nông nghiệp, nên là tôi cũng sẽ tìm hiểu về những cái điều kiện ở trên đảo. Qua những anh chị em đã đi trước thì tôi biết là ở ngoài Trường Sa các chiến sĩ quan tâm và cần thiết nhất đó là vấn đề về rau, cũng như là về cái điều kiện ngoài đó thì do ở ngoài đảo nên là bị thiếu nước ngọt và điều kiện khô nóng, nên tôi mới làm về cái quy trình trồng rau an toàn tiết kiệm nước, cũng như là làm thêm cái quy trình về xử lý chất thải trên đảo thành phân hữu cơ. Cái điều quan trọng ở mô hình mà trồng rau an toàn tiết kiệm nước á, là dùng cái màng phủ này để nó hạn chế bốc hơi nước, cũng như là hạn chế cỏ dại và nước chỉ tập trung vào cái lỗ này để cây hấp thu. Và nếu có điều kiện mà phát triển tốt hơn thì chúng ta sẽ áp dụng thêm hệ thống tưới nhỏ giọt để mà tiết kiệm nước hơn nữa, thì cây và rau sẽ tập trung phân bón chất dinh dưỡng cũng như là nước vào chính xác bộ rễ của nó, thì sẽ giúp tiết kiệm nước và nó tận dụng tối đa cái nguồn nước cũng như là phân bón hơn.
Đối với ở ngoài Trường Sa thì những cái đảo nổi mà có diện tích lớn thì có thể áp dụng được cái mô hình thứ nhỏ giọt này. Do ở đảo chìm thì nước biển và hơi mặn nó dễ đó, tiếp cận với lại cây và nó dính lên lá, nên bắt buộc hàng ngày các chiến sĩ là phải dùng nước để mà tưới rửa lá, thì nó sẽ đảm bảo cho lá nó không có bị hư cũng như là không có bị cháy do bị mặn. Giờ mình lúc thiếu nước ngọt thì mình lại tận dụng những cái nước sinh hoạt như là nước vo gạo hoặc rửa rau, rồi mình cứ chặt lại để dành đó, rồi là mình đến lúc mình đi tưới. Rồi cứ một tuần là có thể mình chăm bón như là phân lấn hoặc là các cái loại phân một lần cho rau. Hầu như thì trên đảo thì đảm bảo cho rau nấu canh thì được quanh năm. Còn về mùa hè, về mùa đầu năm là sóng yên biển lặng thì mình có là cải thiện thêm là rau sao hoặc rau luộc. Còn về mùa cuối năm là sóng to gió lớn thì mình đảm bảo cho nấu canh đủ các bữa ăn trong ngày. Bàng ơi tao thương quá, thương những đêm tao và mày đứng gác, gió bão từng cơn mày vẫn không sai khác, phủ phục canh me bọn cướp biển trực chờ. Về đi mày, đừng bơi nữa tao nhờ, tao xin lỗi bởi đã xong nghĩa vụ, và tao biết chừng ấy vẫn chưa đủ, nhưng phải vào bờ anh em khác ra thay. Về đi mày, đừng bơi nữa mắt cay. Lời thơ của chiến sĩ Hoàng Hải Lý khiến không biết bao nhiêu người lính từng làm nhiệm vụ nơi đảo xa phải khóc khi nhớ về đồng đội nhân dân. Những chú chó đã gắn bó, chia sẻ buồn vui với họ trong suốt thời gian làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa đầy sóng gió. Chúng ta cũng đã từng nghe những cái câu chuyện về việc các chiến sĩ hải quân ở đây đang công tác trên các đảo đặt tên cho các chú chó của mình là tên của các nghệ sĩ. Điều đó để thấy rằng cái đời sống văn hóa tinh thần ở góc độ nào đấy cũng rất là hạn chế. Thế thì cái việc mà nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho các chiến sĩ hải quân trên đảo cũng là một trong những nhiệm vụ của các đoàn công tác hành trình tuổi trẻ biển đảo quê hương. Ai chưa từng sống giữa đảo xa, thật khó có thể hình dung nổi nỗi khát khao và tình cảm của người biển. Kỷ niệm về tình cảm và niềm tin của những chiến sĩ đã thực sự để lại dấu ấn cho chúng tôi khi đến với Trường Sa. Đến với các đảo chìm đảo nổi, chúng tôi nghĩ rằng khi đến đây mình sẽ là những người động viên các chiến sĩ, nhưng đúng như lời anh Phan Văn Mãi chia sẻ, chúng tôi lại chính là những người được các anh đem lại sự động viên. Chúng tôi bỗng thấy mình bé nhỏ trước muôn trùng sóng vỗ. Về đây thì thấy đảo mình thì xung quanh đều là biển, nó khác với cuộc sống ở trong Sài Gòn em nhiều. Đầu tiên ra đây em buồn lắm, nhưng mà có sự động viên giúp đỡ của mấy anh nên em cũng em đỡ buồn hơn và đỡ nhớ gia đình. Dạ thì trong những lúc còn đầu tiên thì em thường hay ngồi một mình thôi, cái gì sao mấy anh thấy mấy anh lại tâm sự rồi xong em gặp đỡ chính trị viên để chính trị viên tâm sự. Dạ em buồn thì em hay ngồi em lấy quyển nhật ký ra em viết thôi. Con tàu vận tải HQ 505 mang trên mình những dấu vết của tội ác ngày 14 tháng 3 năm 1988, khi tàu chiến của quân xâm lược đã vô cớ dùng pháo lớn bắn cháy và bắn chìm 3 tàu vận tải của ta ở khu vực Lá Ngầm, Gạc Mang, Khu Liên, Nam Đảo.
bảo lãnh đạo Trường Sa khô cằn như cát san hô. Chỉ có sóng, gió và những cây phong ba, cây bằng vuông mới hiểu được những người lính nơi đảo xa mà yêu đời đến vậy. Khi nghĩ về nơi, tôi thường nhớ về rừng cây. Khi nghĩ về một rừng cây, tôi chợt nhớ về nhiều người trẻ trung như cung hoa hồng, hồn nhiên như ngàn năm. Với cây đàn guitar trên tay, Mai Trâm luôn là người lĩnh sướng trong các buổi diễn văn nghệ phục vụ chiến sĩ trên đảo. Cô đã viết ca khúc Trường Sa Xanh để nói lên những kỷ niệm của cô khi tham gia hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương. Đẹp lòng lành vì tương lai mãi mãi Trường Sa Xanh. Trâm đến với hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương là năm 2016. Năm đấy lần đầu tiên đi Trường Sa thì cảm xúc lúc nào cũng hồi hộp, rồi cũng hơi lo lắng một chút vì không biết là Trâm và đội văn nghệ năm đấy có hoàn thành được những cái nhiệm vụ của chuyến đi hay không. Và thật là những ngày đầu bỡ ngỡ lên tàu thì Trâm cảm thấy càng ngày càng yên tâm dần lên, bởi vì hành trình là một chuyến đi của tập thể, tất cả mọi người đều rất là quan tâm, rất là ủng hộ, chia sẻ với nhau những khó khăn, những cái ngày mệt mỏi ngày đầu tiên. Và bài hát Trường Sa Xanh thì Trâm sáng tác được ngay trên tàu ngày hôm thứ hai của chuyến đi thôi. Đó là một cảm xúc của một người lần đầu tiên khi nhìn thấy một mặt biển xanh của Trường Sa mà chưa bao giờ thấy cái biển nào đẹp như vậy. Hôm đấy bình minh lên rất đẹp, trời thì rất là trong và mặt nước rất êm như là mặt hồ vậy. Và xung quanh thì những cái biểu ngữ, biểu phong sân khấu đều là những cái câu là tuổi trẻ đồng hành vì Trường Sa Xanh. Câu nói đó những là mình cất lên một cái câu hát, đó là màu xanh giữa biển khơi tổ quốc, màu xanh trong trái tim tuổi thanh xuân. Trường Sa Xanh ban đầu đối với Trâm cũng chỉ là một màu xanh của biển cả thôi, nhưng trải qua nhiều cuộc trao đổi, thông qua được những cái hoạt động của hành trình thì Trâm càng hiểu thêm màu xanh của Trường Sa không chỉ là màu xanh của biển trời, mà màu xanh ấy còn là màu xanh của những sự sống, của sức sống trên mảnh đất vô cùng là khắc nghiệt và khó khăn đó. Trâm còn thấy được màu xanh của tuổi trẻ xuyên suốt cả hành trình của tuổi trẻ vì biển đảo quê hương đến với Trường Sa năm đó. Tất cả những người trên tàu đều là những con người trẻ, rất nhiệt huyết và đem cả cái sự sống, sức sống của tuổi trẻ đến với Trường Sa. Và bài hát Trường Sa Xanh ra đời trên chuyến tàu đầu tiên, trong ngày đầu tiên là như vậy. Trước khi đến với chiến sĩ cơ thì bài hát Trường Sa Xanh đã được các anh em, các đồng đội trên tàu truyền nhau hát. Và thật sự là cảm xúc là rất là khó tả, rất là cảm động, rất là lâng lâng luôn. Cảm thấy quý lắm. Bởi vì một cái bài hát chỉ vừa ra lò chừng nửa ngày thôi là đài phát thanh đã được, trên tên tàu có một cái đài phát thanh, và đài phát thanh đã ra rã suốt bài Trường Sa Xanh chỉ là bằng cái thu âm mộc trên cái chuyến tàu hôm đó bằng organ. Các bạn trong đội văn nghệ thì cùng thu âm bằng cái điện thoại thôi. Và trên tàu hôm ấy là mọi người hưởng ứng rất là nhiệt tình. Và cứ đi tới đâu cũng lấy cái điện thoại ra để ghi lại những hình ảnh với cái ca khúc Trường Sa Xanh và Cầu Thô sơ nhất như vậy. Và khi đặt chân xuống cái điểm đảo đầu tiên của hành trình thì mọi người đã gần như thuộc bài hát đó và cùng nhau hát cho các chiến sĩ biểu diễn trên đảo.
lúc đó là càng muốn rơi nước mắt khi mà thấy các chiến sĩ lặp đi lặp lại câu hát là Trường Sa xanh đẹp long lanh, vì tương lai mãi mãi Trường Sa xanh. Bài hát cũng Trâm cố tình viết rất là dễ thuộc, để tất cả mọi người đều có thể nghe qua một lần là cũng có thể hát theo được. Và đúng là như vậy, các bạn chiến sĩ chỉ nghe nhóm hát một lần là lần sau các bạn đều hào hứng hát theo, vỗ tay rất là nhiệt tình. Ước mơ trong tim rực cháy, Trường Sa ơi, Trường Sa ơi, Trường Sa xanh ở trong anh, ở trong tôi không xa Trường Sa ơi, Trường Sa xanh. Một trong những cái mục tiêu của cái hành trình tuổi trẻ đi biển đảo quê hương đấy là tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên thông qua những câu chuyện người thật việc thật của các cán bộ chiến sĩ hải quân đang công tác trên các cái vùng biển đảo của Tổ quốc. Và chính vì thế, thông qua các cái hành trình ấy, thì chúng ta thấy một số những nghệ sĩ là thành viên của các đoàn công tác đã có những cái tình cảm đặc biệt đối với chiến sĩ hải quân và đối với những người đang thực hiện các cái nhiệm vụ trên các đảo tiền tiêu của Tổ quốc, mà cụ thể ở đây là các đảo của quần đảo Trường Sa. Chúng ta thấy là dễ nhìn thấy là nhạc sĩ Mai Trâm là thành viên của đoàn công tác ở nhiều cái đoàn của nhiều năm, đã có nhiều cái tác phẩm có thể nói là rất là hay và rất là tình cảm, và được không những đoàn viên thanh niên cả nước mà còn được anh em chiến sĩ hải quân đánh giá rất là cao. Trong cái chương trình hành động của tôi khi được để mà được ra thăm Trường Sa thì tôi cũng đã có đề xuất là sẽ gửi tặng các cán bộ chiến sĩ những loại hoa lan, mà đó là những sản phẩm khởi nghiệp của tôi khi tôi làm ở trang trại Ninh Thuận. Đó là những loại hoa lan mà phù hợp xứ nóng, như là cây giả hạt, trầm hương, ngọc điểm, vanda, hoàng hậu và các loại nó phù hợp. Thì khi tôi đem ra gửi tặng cũng như là hướng dẫn chăm sóc tận tình cho các chiến sĩ thì các chiến sĩ chăm sóc rất là tốt. Và khi mình ra thăm lại thì thấy rễ cây ra mới cũng như là bám lên những cây bằng vuông. Và như đặc biệt là như ở đảo Sơn Ca, những cây ngọc điểm hoặc cây giả hạt phát triển rất là tốt, cũng như cây hồ điệp. Và ở đảo Sinh Tồn Đông thì những cái cây như trầm hương cũng ra bông lại và giả hạt cũng ra bông lại rất là đẹp. Nghiên xuân, nghiên xuân nở hoa ngay Tết. Tết là dịp Tết là nở hoa đấy. Đúng rồi, cứ nghiên xuân là cái nào đó. Có mấy cái này rất là dễ sống, anh em cứ chậm bằng dưỡng trắng kia thì có thể tầm hai ngày trước vì nó dưỡng ẩm rất là tốt, chứ không nhất thiết phải tưới nhiều. Mấy trong cục dưỡng này mình cứ bỏ những dưỡng trắng kèm thôi. Ngoài thời gian trực chiến thì chăm sóc cây hoa cho thoải mái hơn anh em. Em gửi ra mấy em tiếp rồi. Các đảo đã được khoác lên mình một màu xanh với cây tra, cây phong ba, cây dừa, cây bàng vuông, các loại hoa, lá và rau xanh, những chậu hoa nho nhỏ, những vườn rau trên mặt sóng cũng luôn động viên các chiến sĩ nơi đảo xa. Phong trào trồng cây phủ xanh trên các đảo ở quần đảo Trường Sa đã được Trung ương đoàn phát động, và cũng đúng hành trình thứ 11 này, dự án Hàng Cây Trường Sa Xanh đã được hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương thực hiện trồng 200 cây tra tại đảo Trường Sa nhân kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đi 7.000 km dọc bờ biển Việt Nam và đi rất nhiều hòn đảo thì tôi đã gặp phải những bờ biển
mà rất là nhiều rác. Thậm chí mà ở đấy tìm thấy cát còn khó hơn là tìm thấy rác, đặc biệt là rác thải nhựa. Những con người, những dòng sông người ta sống oằn mình trong rác. Và mình cũng đã đến những hòn đảo, cả những hòn đảo mà ở chỗ đấy không có người sinh sống, nhưng mà rác thải nhựa rất nhiều, những chai nước ấy. Và lúc đấy mình mới phát hiện ra là những cái rác thải nhựa đó nó không có quốc tịch. Khoảng năm 2016, tôi có đến Trường Sa. Thì thực sự là lần đấy khi mà đi Trường Sa ấy là cái cảm giác nó rất là xúc động. Khi mà mình được đến những cái nơi thiêng liêng của Tổ quốc, cũng như là đến cái nơi cũng rất là may mắn là trong chuyến đi đấy lại là chuyến đi mình đến được cái nơi mà mặt trời mọc đầu tiên của Việt Nam, là cái đảo Tiên Nữ nữa, cũng là một cái địa điểm rất là đáng nhớ. Và thực sự thì biển của chúng ta ở ngoài đó có nhiều san hô và rất đẹp, là một trong những động lực mình sẽ lên đường để đi chụp ảnh về rác thải nhựa, như làm một cái chuyến đi xe máy xuyên Việt, từ đi dọc bờ biển Việt Nam, từ biển Việt Nam giáp Trung Quốc đến biển Việt Nam giáp Campuchia, và đi rất nhiều các hòn đảo để chụp ảnh rác thải nhựa. Cũng muốn là những cái bức ảnh đó có thể thay đổi nhận thức nào đó của những người xem, từ đó thay đổi về hành động để giúp cho chúng ta có thể có những hành động cụ thể bảo vệ biển, bảo vệ đại dương, và cũng chính là bảo vệ cho chính chúng ta. Ai đã từng ra đảo sẽ được biết thế nào là món đặc sản heo, gà, bọc thép. Nghe thì rất kinh khủng, nhưng thực sự đó chỉ là những lon thịt hộp, pate hộp cắt khoai rồi rán. Ở trên đảo là chứng kiến được rằng cái khẩu phần ăn của bộ đội là đa số là đồ hộp. Đấy, trong đó có vỏ thịt, vỏ hộp cá, vỏ dưa, vỏ măng, rồi là những cái vỏ chai nhôm như là lon nước ngọt, hay là những cái chai nhựa như là chai nước mắm, dầu ăn, rồi rất 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 nhiều những cái đồ hộp khác. Thế thì trong cái điều kiện ở đảo thì nó rất diện tích rất là chật hẹp. Những cái đảo chìm hay những đảo nổi của chúng ta thì cũng không có điều kiện để mà chôn lấp hay là xử lý đốt theo một cách quy bản. Đấy, hay là có một phương án nào nữa. Thì về thì chúng tôi cũng có nghiên cứu. Thôi, cách tốt nhất là gom nó lại xong lại ép giảm thể tích, đóng vào bao, thế và trở về đất liền. Thế thì cái việc trở về đất liền nó có một cái lợi. Thứ nhất là mình kiểm soát được cái lượng rác thải, không còn cái rác mà ở trên biển để thải ra đại dương nữa. Cái thứ hai là khi mang về đất liền thì cũng bán, đem bán thì cũng thu được một cái khoản tiền không nhỏ, để lại tái tạo lại cho đảo, để cho anh em mua những dụng cụ thể thao như là quả bóng đá, quả bóng chuyền. Đấy, thế thì từ cái thực tế đó thì sau cái chuyến mà Tết năm 2019, chúng tôi cũng có trao đổi trực tiếp cái ý tưởng này với cả các sĩ quan, các chỉ huy của lữ đoàn 146 hay của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, những đơn vị mà quản lý trực tiếp quần đảo Trường Sa. Thế thì các anh cũng rất là đồng tình. Thế điều đó thì thôi thúc chúng tôi, và cũng chỉ rất nhanh, trong vòng 4 tháng thì chúng tôi đã chế tạo ra chiếc máy ép rác thải đầu tiên có tên là CC. Thế và vừa rồi thì chúng tôi cũng đã cấp một máy ra đảo Song Tử Tây. Cũng rất là mừng là máy lên đến đảo thì anh em cũng hưởng ứng và cũng sử dụng, và mừng nữa là nó hiệu quả, nó phù hợp với cả các cái công tác mà ở trên đảo, từ việc thu gom xong ép vào xong bảo quản, sau đó thì đóng bao chuyển về bờ. Thì kế hoạch của chúng tôi là sẽ hoàn thiện thật nhanh để ra một cái phiên bản 2 là phiên bản chính thức cho đảo nổi, sau đó thì ra thêm những cái phiên bản cho đảo chìm, và có thêm một cái phiên bản nữa là dùng cơ. Đấy, để phòng cho những cái trường hợp mà khi mà điện của năng lượng ở trên đảo thiếu thì anh em vẫn cứ có thể ép được. Và rất là mong muốn rằng là đến cuối năm nay 2019, đầu năm 2020 là toàn bộ quần đảo Trường Sa cũng như là các cái nhà giàn JK1 là sẽ được trang bị những chiếc máy ép rác thải CC. Cái mục tiêu của chúng tôi là làm sạch từ phía đảo, từ phía biển. Thì khi chuyến đi đó thì với vai trò về là chủ tịch Hiệp hội Hoa Đà Lạt cũng như là phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, thì tôi cũng tiếp tục công tác tuyên truyền về Trường Sa, cũng như là để cho nhiều người hiểu hơn về Trường Sa và có cơ hội được đến Trường Sa để mà cảm nhận cái tình cảm, cũng như là cảm nhận về cái được tiếp thêm cái niềm tin. Nên là tôi cũng đã vận động các anh em và cũng như là truyền cảm hứng cho các anh em để các anh em thu xếp thời gian công việc, cũng như là có những cái hành động cụ thể hướng về Trường Sa hơn.
tôi luôn luôn trăn trở về cái chuyện là sẽ mang được một cái nhà kính ra ngoài Trường Sa để mà giúp người dân Trường Sa có thể trồng rau sạch, trồng rau xanh để mà cải thiện đời sống vật chất của người dân Trường Sa. Thực sự á, ngoài đó có thể sử dụng những cái loại hoa tươi mà từ các vùng đất ở trong đất liền có thể trồng được ngoài đó, và các chiến sĩ sẽ không có phải cảm nhận là một cái khoảng cách quá xa so với đất liền, và hoa tươi cũng sẽ là một trong những cái giá trị về tinh thần rất là lớn. Thông qua hành trình này thì chúng ta cũng đã có nhiều các cái câu lạc bộ, nhiều các cái tổ đội nhóm hình thành. Thì Trung đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sẽ đóng cái vai trò định hướng, dẫn dắt, tập hợp lại các bạn để phát huy tốt các cái điều kiện nguồn lực, cũng như là tạo điều kiện tốt cho các câu lạc bộ, rồi các bạn được bày tỏ ý kiến, được tham gia các đóng góp sức người, rồi các điều kiện vật chất và tinh thần của các bạn để đóng góp chung vào cái hoạt động đó. Trung ương đoàn, rồi các bên có liên quan trong cái hành trình, chúng ta phải luôn cập nhật với những cái thực tế ở Trường Sa để mình thiết kế những cái hoạt động làm sao cho nó thực sự thiết thực, và mình giới thiệu những cái hoạt động đó đến với tất cả các bạn trẻ. Thì tôi nghĩ người trẻ sẽ sẵn sàng tham gia khi những hoạt động đó là cần thiết, thiết thực cho Trường Sa, cho cái việc mà phát triển và bảo vệ cái chủ quyền tổ quốc ở nơi biển đảo. Just like